bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý nghiêm vi phạm tại cơ sở công nghiệp thương mại là nội dung quan trọng mà Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tại buổi làm việc trực tuyến của Bộ Công Thương với các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cân đối cung cầu hàng hóa, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và định hướng phát triển ngành công nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho hay, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các chủng virus mới có tốc độ lây nhiễm cao hơn, việc xuất hiện dịch trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở thương mại là hết sức nguy hiểm bởi mức độ lây lan nhanh do tiếp xúc thường xuyên giữa người lao động, người dân. Mặt khác, dịch bệnh bùng phát trong lòng các khu công nghiệp, khu chế xuất có thể làm tê liệt hoạt động của các doanh nghiệp, dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng mạnh đến phát triển kinh tế không chỉ ở một địa phương mà trên phạm vi toàn quốc. Nhận thức rõ bối cảnh này, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản gửi chính quyền và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, cũng như Ban Quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, đề nghị tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cơ sở công nghiệp, thương mại, xử lý nghiêm tình trạng lơ là, chủ quan đối với dịch bệnh. Mới đây nhất, ngày 12 tháng 5 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 07/CT-BCT về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Một trong những biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 chính là đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trong mọi tình huống và phòng chống dịch COVID-19 trong hệ thống phân phối. Hiện nay, Việt Nam có gần 400 khu công nghiệp đã thành lập, 30 khu kinh tế cửa khẩu, 20 khu kinh tế ven biển. Tổng lao động trực tiếp ở các khu này là gần 4 triệu lao động. Trong khi đó, khu vực thương mại có 800 siêu thị, 168 trung tâm thương mại, gần 9.000 chợ và các hộ kinh doanh cá thể, 600.000 nhà hàng. Cụm công nghiệp có 700 cụm và khoảng 600.000 lao động. Đây là những nơi tập trung đông người. Tuy nhiên, do phải duy trì sản xuất kinh doanh nên bắt buộc phải hoạt động sản xuất, nếu không sẽ đứt gãy nền kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Công Thương đã liên tục có các văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất công nghiệp và chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Song theo báo cáo của Bộ Y tế, các địa phương chưa quan tâm đúng mức tới việc triển khai bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19. Sở Công Thương cũng đã xây dựng phương án để kiểm tra các cái cơ sở sản xuất trong các cái cụm công nghiệp và cũng các cái nhà máy, và đặc biệt chú trọng đến những cái nhà máy sản xuất các cái sản phẩm công nghiệp chủ lực và những cái nhà máy sản xuất có đông công nhân ở trên địa bàn. Qua kiểm tra kiểm soát thì báo cáo với các đồng chí là cơ bản là các nhà máy là đã chấp hành rất là nghiêm túc cái công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Công Thương cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cái công tác phòng chống dịch của Trung ương. Xác định là một cái địa bàn trọng điểm để sẵn sàng, thứ nhất là đảm bảo cái công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công Thương cũng như là của thành phố Hà Nội đối với các cái lĩnh vực hệ thống phân phối và các cái đơn vị sản xuất ở trên địa bàn. Và chúng tôi vẫn thường xuyên cử các cái đoàn kiểm tra của sở để thực hiện nghiêm cái việc này, và cũng sẵn sàng theo chỉ đạo của thành phố là nếu những cái cơ sở phân phối nào hoặc là những nhà máy nào mà không đảm bảo về an toàn phòng chống dịch thì đóng cửa để làm gương và giúp cho cái công tác đảm bảo phòng chống dịch được tốt. Thứ hai nữa là sẵn sàng là liên kết với các tỉnh thành phố để đảm bảo nguồn hàng cung ứng về cho Hà Nội bất kỳ tình huống nào, và Hà Nội khẳng định là sẽ đảm bảo nguồn cung hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội cho người dân trong cái công tác phòng chống dịch cũng như là những cái dịp lễ Tết cao điểm ở trên địa bàn toàn thành phố. Thì ngay từ đầu tháng 5, sở cũng đã lập cái đoàn đi kiểm tra, giám sát hoặc tình hình thực hiện phòng chống dịch tại các chợ trực thuộc địa bàn quản lý, trực thuộc thẩm quyền quản lý, và đặc biệt là lưu ý đến cái việc hoạt động của chợ đầu mối Hòa Cường là cái nơi tập trung rất là nhiều cái lực lượng xe hàng ra vào từ các tỉnh thành đổ về, và đây là cũng được xem là một điểm nóng trong cái công tác phòng chống dịch của thành phố. Và sở cũng đã triển khai cho bố trí lực lượng trực đêm rồi trực ban ngày để mà tăng cường cái việc phòng chống dịch và kiểm tra tại đây, và tình hình báo cáo của Bộ trưởng là cơ bản là quản lý tốt trong thời gian đấy. Thì Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục theo dõi diễn tiến của dịch bệnh để có những cái chỉ đạo, những cái giải pháp, những cái tham mưu kịp thời cho thành phố và cũng như là hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc. Và đặc biệt là Sở cũng đã luôn bám sát các cái trung tâm thương mại, các nhà phân phối, các nhà cung ứng hàng hóa để đảm bảo một cái phương án dự trữ hàng hóa kịp thời và đảm bảo được cái nhu cầu thiết yếu của
người dân thành phố. Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định sự cần thiết của việc tập trung triển khai các biện pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để tăng cường đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định cuộc sống của người lao động và nhân dân. Thì nhiệm vụ chung là đề nghị các địa phương và các cái đơn vị thuộc Bộ Công Thương, chúng ta quán triệt và thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đối với Tổng cục Quản lý Thị trường này, thì phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương tập trung triển khai các kế hoạch để kiểm tra giám sát thị trường và đẩy lên thành các đợt cao điểm. Đối với vụ thị trường trong nước thì cần phải theo dõi diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồng thời phối hợp với các bộ ngành địa phương và các đơn vị thuộc bộ đánh giá cung cầu các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như là vật tư nông nghiệp, năng lượng, để chủ động có các phương án đề xuất với bộ và các cái cơ quan thuộc chính phủ để có thể giải quyết được những cái khó khăn vướng mắc. Đối với Cục Công nghiệp và Cục Công thương địa phương ấy, thì chủ trì đôn đốc các sở công thương tỉnh thành phố triển khai xây dựng bản đồ chung sống với dịch COVID-19, chung sống an toàn với dịch COVID-19 tại các nhà máy và các cơ sở công nghiệp thương mại tại địa phương. Cục xúc tiến thương mại, Cục xuất nhập khẩu và vụ thị trường ngoài nước đấy, thì chúng tôi đề nghị là cần phải tăng cường hỗ trợ, đôn đốc các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, phục hồi kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19.